Và dạ, thưa bác, người không được học giáo lý thì có dù là có tu sĩ đi nữa thì người này có đủ tư cách để được phép đánh giá về người khác là đúng hay sai khi mà trình bày về lời dạy của giáo chủ của mình trong đạo mà mình theo không ạ? À? Nguyên tắc đạo thì phải có giáo lý. Anh muốn phê bình người khác thì anh phải hiểu cái cơ bản của giáo lý. Còn anh không hiểu cơ bản ở đừng có nói. Anh nói đi rồi người ta nói lỡ rồi anh buồn người ta, thấy không? Biết thì nói, biết thì thôi cơ bản đạo là phải có giáo lý anh học có giáo lý thì anh mới nói chuyện này được còn không nói không có giáo lý đừng có khi nào nói nói rồi người ta bắt bẻ mình rồi mình tức rồi mình chửi người ta rồi nó vi phạm về luật pháp đó. nó cho biết rồi con hỏi tiếp đi